Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto đề xuất kế hoạch nhiều điểm liên quan việc ngừng bắn và xây dựng một khu vực phi quân sự DMZ ở Ukraine và Nga. Một tàu chiến Trung Quốc suýt va chạm với tàu khu trục Mỹ trong nhiệm vụ tuần tra chung giữa Canada và Mỹ qua eo biển Đài Loan. Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh EU Trung Á lần thứ hai, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cho biết EU đề xuất một mối quan hệ đối tác chân thành với năm nước trong khu vực này. Một tàu chiến Trung Quốc suýt va chạm với tàu khu trục Mỹ trong nhiệm vụ tuần tra chung giữa Canada và Mỹ qua eo biển Đài Loan. Theo đó, một tàu của Hải quân Trung Quốc đã tăng tốc và cắt ngang mũi khu trục hạm Ask Chung Hun khi nó và tàu Mongolian đi qua eo biển Đài Loan ngày 3 tháng 6. Chỉ huy tàu Mongolian, thuyền trưởng Paul Mafford, mô tả đây là hành động không chuyên nghiệp. Ông Lev cũng cho rằng, các biện pháp đáp trả của Mỹ nhằm vào Nga liên quan đến hiệp ước New START làm trầm trọng thêm tình hình kiểm soát vũ khí trên thế giới. Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh EU-Trung Á lần thứ hai, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cho biết, EU đề xuất một mối quan hệ đối tác chân thành với năm nước trong khu vực này. Theo giới quan sát, kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, EU dành sự quan tâm ngày càng lớn đối với các quốc gia Trung Á nhằm vận động và lôi kéo các nước này ra khỏi vùng ảnh hưởng của Nga.